Thưa quý khán giả, bất kể là ngày hay đêm, mỗi khi nghe tin báo có tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ là đội thanh niên tình nguyện cứu nạn giao thông liền có mặt. Họ hỗ trợ sơ cứu ban đầu, đưa bệnh nhân đến bệnh viện, bảo vệ hiện trường. Và theo chia sẻ từ nhiều Facebooker ở Cần Thơ, người dân cần thuộc nằm lòng số điện thoại của đội cứu nạn giao thông. Biết đâu một ngày thì chúng ta cũng cần đến sự giúp đỡ này. Theo đó, người dân có thể gọi đến số điện thoại 0947 723 757 gặp anh Thảo đội trưởng 0828 818 381 gặp anh Sơn hậu cần 0907 051 059 gặp phó đội trưởng Anh Tân nếu gọi một số không được thì vui lòng gọi các số còn lại bởi các anh luôn có mặt bất kể tai nạn hay xe hư dọc đường theo chia sẻ từ một thành chú viên trong đội, Để sở dĩ nhiều người đi đường thấy nhưng không dám đưa nạn nhân đi cấp cứu Trời vì sợ liên lụy, à, tiện và bản thân không xe có kỹ năng người, sơ cứu, vận chuyển người bị thương. Ơi. Chính vì vậy, đội cứu nạn cho thông ra đời nhằm giúp đỡ cho những người bị tai nạn. Giờ thì kim luôn việc sửa xe. Vì luôn nặng lòng với những người bị tai nạn, nên công việc thiện nguyện này được các anh thực hiện rất vui vẻ và đầy nhiệt tình chỉ mong sao câu chuyện về lòng nhân ái và ý nghĩa của nhóm sẽ được lan tỏa khắp cả nước